Xin chào tất cả các anh em nha. Video làm gì thì tôi tham gia chuyện này góp những hai tốc cần có hiệu lực RE khoảng 8 đô người ta các bạn. Một tốc cần RE khoảng 4 đô để tham gia em đang đi phần limo 8 tên là một start chatbot nè bạn. Chương trình này góp này nó sẽ phối vào 1 tháng 4 năm 2021 các bạn. Subscribe follow medium. Tại ơi sao có medium này lại không biết. Để mình dạo follow medium đi các bạn. Thằng medium này rồi medium thì các bạn follow người ta cao không bạn, xuống đây thì các bạn like cho nó, như tay cho nó khác các bạn, clap nó cái đi bạn mới đáp lên các bạn. Rồi các bạn join vào kênh group, kênh seller những trên mạng xã hội nữa các bạn subscribe kênh YouTube nữa, follow me Facebook nha các bạn. Rồi các bạn follow những cái trang mạng xã hội của bạn, mới submit tên nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút chat nè. Rồi các bạn lướt cấp cha chứ. Rồi các bạn bấm nhận nút submit nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Rồi các bạn bấm nút chat nè. Rồi các bạn điền là địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn nha. Tiếp tục thì các bạn gỡ link profile YouTube nha các bạn. Các bạn vào trang cá nhân YouTube của mình, copy đường link chia sẻ, mình có cái video hướng dẫn các bạn nhiều lần nha các bạn. Thông tin mình đã để cho mình Zalo mình hết rồi các bạn ơi. Link YouTube thì các bạn copy link YouTube của mình nè. Các bạn gỡ cho bot nè các bạn. Rồi bạn gửi cho bot này bạn. Tiếp tục thì gửi đường link profile Facebook này bạn. Thì Facebook thì các bạn vào trang cá nhân của mình, các bạn copy Facebook mình nha các bạn. Tại vì mình lấy lâu lắm các bạn, nên mình làm gì bạn nào không biết thì để dưới mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn tiếp tục các bạn. Tiếp tục đường link profile minimum các bạn. Thì các bạn cũng vào trang cá nhân copy dòng thời gian của mình nha các bạn. Tiếp cận này sẽ lên sàn anh cái swap nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ IPS20 trên tảng BNB Summit Chain thì các bạn có thể copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Chocolate. Rồi các bạn sao chép lên nha các bạn. Còn bắt ở đây nha các bạn. Và dán vào mọi người support nha các bạn. Tiếp tục thì vào invite rep friend nha các bạn. Mỗi một lượt ghép thì các bạn sẽ nhận được 0.1 tốc cần RE nha các bạn. Hiện tại con này nó đang thì trận game này sẽ công bố vào 1 tháng 4 năm 2021 các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.